Chào các bạn thân mến. Hôm nay Họa My vừa mới về Việt Nam được 2 ngày và Họa My đã bắt đầu có một cái chương trình đi quay đài truyền hình, và Họa My quay một số bài hát thể theo lời mời của đài truyền hình. Họa My sẽ thu 7 bài hát nha các bạn. 7 bài hát này sẽ được phát trên đài truyền hình SCTV và lần lượt sẽ phát cho các bạn được xem. Họa My đang ở trong cái chỗ quay và Họa My nhân cơ hội này sẽ chào các bạn và thân ái chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Bây giờ thì ở Sài Gòn trời hôm nay mưa rất là lớn và Họa My đang ở trong phòng studio để quay. Vừa mới hết mưa nhưng mà bây giờ Họa My vẫn còn quay thêm được, đã quay được 3 bài rồi, còn 4 bài nữa thì không biết là mấy giờ mới được về, nhưng mà trời thì thấy có vẻ sấm chớp đùng đùng, thành Họa My cũng không biết là một lát nữa mình về mình có được tạnh mưa để mà đi xe về được không. Nhưng mà không sao, trong cái thời gian này Họa My đang các bạn đang nghỉ để ăn cơm chiều. Họa My xin chào các bạn và chào các bạn để làm chi. Ngày trở lại Sài Gòn, các bạn sẽ thấy Họa My một cái hình ảnh là mình trở lại sân khấu, mình trở lại phim trường và mình trở lại gặp các bạn. Hẹn các bạn những cái chương trình của Họa My trên đài truyền hình nha. Chào chào. Đây các bạn thấy không? Đây là các bạn mà quay hình đó, các bạn đang ăn cơm đó. Thì cái phòng quay nó rất là rộng, các bạn đang ăn cơm cho nên Họa My mới nghỉ ngơi và Họa My mới có cái dịp để mà chào các bạn và nói chuyện với các bạn vài câu đó. Đây nè, phòng thu của đài truyền hình rất là lớn đó, các bạn thấy không? Đây, cái phòng thu rất là lớn nha đó. Mọi người đang nghỉ ngơi và Họa My cũng được nghỉ. Nghỉ ngơi vậy cho nên Họa My mới chào các bạn một chút xíu đó, các bạn thấy không? Chào Giang Giang, chào Thanh Hải, chào Quỳnh An chào Hoa Dương, chào Trí Nguyễn, chào Vi Kim, chào Cẩm Thu, chào mọi người nha. Đây Họa My, Họa My trở lại màn ảnh một chút xíu rồi Họa My xin tạm biệt nha, để cho các bạn nghỉ ngơi. Đây các bạn, chào các bạn, chúc các bạn tại Việt Nam một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và các bạn ở châu Âu, Họa My vừa mới từ Paris về, các bạn ở châu Âu hay là châu Mỹ thì là một ngày thật là hạnh phúc, khỏe mạnh và nhiều sức khỏe. Đó, khỏe mạnh và nhiều sức khỏe là rất là quan trọng nha các bạn. Họa My thân ái, chúc tất cả mọi người đều được sức khỏe dồi dào như thế này. Tại vì mình có sức khỏe thì mình có tất cả, mình có thể làm được tất cả những gì ở trên cuộc đời này. Vậy ha, chào các bạn nha, bye bye.